cười đi. Đấy, rồi thẳng lưng lên một tí, đứng thẳng lưng lên, chân như này này đứng thẳng vào thì nó mới đẹp. Đây, rồi đấy ạ. Rồi 1, 2, 3 kiểu nữa đi ạ. 2 đi, đi đây về chung này. Rồi đẹp không em? Đẹp ạ. Đứng này, đứng này. Đấy ấy tin vợ anh nhìn mình già đấy. Đấy nhỉ, vợ anh nhìn già đi chậm chậm thôi ạ. Đứng đây, đứng đây cho bác. Đấy cứ đi ngắm cảnh bình thường là đẹp. Bên kia họ là sao lên trên kia được, chỉ có ngày lễ Tết thì có cái cầu đi qua đấy mà mình sang tham quan chỉ có mỗi những người họ trang trí thôi. Đây được rồi ạ. Em giữ đây cho chị. Bây giờ đi. Đứng im đấy ạ. Mình đứng sát vào bờ hồ chị. Anh xỏ tay vào túi quần này bên đây cơ. Nó thôi. Phe cái bàn tay ra. Hết cả đầu vào rồi đi. Đấy. Úi giời ơi, hạnh phúc thì cứ gọi là tuyệt vời. Cho cậu em vào chụp cùng kiểu đi. Không. Cho cậu em vào chụp cùng kiểu đi. Chị chưa chụp máy chị. Anh vén hẳn cái tà áo ra này, vén hẳn cái tà áo ra anh ạ. Tà áo bên đây này, xong anh xỏ mỗi cái ngón tay vào túi quần khoe cái nhẫn ra. Đấy. Rồi, 1, cười lên yên đợi, 2, 3, kiểu nữa nào, 1, 2, rồi. Mấy quên này rất là khó, mà giúp một cái là xé ảnh, trình độ lắm, chụp được mấy cô. Đây, đi vòng đấy. Cái cô thợ ảnh thích chụp ảnh nên là có tâm lắm. Ai thích chụp là có tâm. Cô là cái cô ở trên mạng luôn. Đúng rồi ạ. Em cứ đi bình thường với họ ở bên cạnh ấy cho đẹp. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi nhá. Anh vừa làm camera của chị Bảo Quân ạ. Kiềm. Cô có 62 tuổi đấy. Ừ. Giờ mới nhận ra. Giờ mới nhận ra. Giờ mới nhận ra. Cô có 62 tuổi đấy. Nhìn, nhìn đúng rồi, đúng rồi. Nhận ra ở. Đi lên đường, đi lên đường. Không, 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 ngồi đi bóng. Có này đó, đi nữa không? Anh ơi, anh ơi, rông vòng đến đây xong rông lại đây nhá. Quay lại đây đi anh ơi. Em ơi, Yên ơi. Đứng im đấy đi ạ. Ôi giời, thả tim như thế là. Em ơi. Thế rồi đấy ạ. Tiến người lên tí nữa ạ. Rồi thế. Chơi đi ạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3 rồi ạ. À đây, đi vào trong mộ của cha người kiến thiết ở khu nhà thờ.
Ôi. Đây quành ra đây ạ. Đi quành ra chỗ này ngắm ở đây mình. Đây là cái mộ. Đấy. Để cho người ta đi qua. Từ từ. Rồi ạ. Có bị nhăn mặt rồi. Không nhăn. Đây. Nhăn nhó như cái bị đây. Đây sang bên đây. Đứng sang ngoài đây ạ. Chụp kiểu cây nhãn cổ hơn 100 tuổi đi. À đây à? Vâng. Ok ạ. Nhãn cổ 100 tuổi. Em đứng ở đây em quay cho chị. Ồ vẫn. Đứng giữ gì nữa để lấy gốc cây với người luôn. Còn chủ nhật thì nó lại có 4 giờ. Chủ nhật thì sáng 5 giờ, em lấy 10 giờ. Lấy chiều với lấy 7 giờ tối. Đi nó này anh ơi. Đi nó này. Hơn 100 năm rồi đấy. Thế á, hơn 100 năm mà nó không trăm mà nó cũng tốt nhỉ. Xây vào như thế này vẫn tốt thật. Đây, đi nó này, theo nó này. Còn phải chắc rồi. Quả cùi ngọt luôn đấy ạ, cùi dày luôn. Vâng. Cây nào cũng xa như nhau vậy. Cây ở đây cây nào cũng 100 tuổi ạ. Không, có mỗi cây đấy nhiều tuổi nhất, với lại mấy cây ở trong lối xong. Mấy chục. Đời vẫn như mơ. Bà, hôm nay đi thẩm mỹ đẹp hả? Thẩm mỹ nhìn đẹp. Thẩm mỹ nhìn đẹp hẳn lên đi. Chị đừng nghe thế nhé. Hôm nay chị ra quả bẫy chung lúc nào như thế. Em bảo anh chị vào trong nhà thờ tham quan đi. Cô ơi, cô vào trong nhà thờ tham quan không? Dạ, thôi. Mình đi vòng vòng đấy thôi. Ngoài vòng vòng đấy là được. Vâng. Ngoài nó có chỗ đẹp đấy nè. Vâng, vâng. Ở đây nó đi vòng vòng cái này đẹp. Đứng ở đây kiểu đấy anh ơi. Nhà thờ trái tim Đức Mẹ. Kiểu này đừng ôm nữa mà nắm tay nhau đứng ra xa ra một tí đấy vậy. Đấy. Anh để cái tay trên túi quần cao này cho em tí. Đấy vậy. Ok. Mặt nó cứ đần đần. Tối về uống tiếp. Tối mặt nó cứ đần đần. Nghe xong không được ngủ. Em mà tối sang mình dẫn cả cho mình nghỉ. Hồi mai cô về luôn. Em sáng nay thế em đi rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ. Tưởng ôm luôn cái này. Ủa, kiểu ngang ngang đẹp nha. Chào chào hai sơ ạ. Put it in.
Đức mẹ ban ơn. Mình đứng đây chụp kiểu đấy ạ. Đây, đây đứng hẳn bên chỗ gây vạn tuế này. Thấy hết. Chụp hình như thế này là lấy hết cả cảnh luôn. Kiểu này đứng ôm eo đằng sau đấy ạ, không cầm nắm tay như thế. Đấy, rồi. Đấy. Anh kiến người ngang sang bên đầu này một tí này. Đấy, rồi. Cái tay đằng trước này, cô nắm lên đằng trước này. Đấy. Không, vòng lên đằng trước ạ, vòng như này còn để cho anh tự đặt tay thôi. Đây, vòng lên đằng trước đây cơ. Đấy, vâng, đấy, vậy. Cái chân tiến lên một tí nữa đấy ạ. Rồi. Đấy, kiểu này chơi đẹp này. Ok. Đẹp nhất. Ok. Đẹp nhất. Đây, đi xuống này cô. Đây, đi xuống này. Không, cô bỏ hòm con Đức thật. Không. Đấy đấy, cô hòm đấy ạ. Nhìn rất trẻ. Chiều nay ôi bia mặt cứ đơ đơ nghẹt người. Nàm có mới có 6 non thôi. Cái gì? Nàm có 6 năm hay 6 non luôn, mỗi người ấy. 7 non. 8 non 2 người ấy gì? Đây, 8 non đi đường này. 8 non đi đường này. 8 lộc. À, 8 là phát. 8. Chị chuyên chị cầm đi em. Bên này cũng còn á. Đây là nhà truyền thống. Đây là đến kỳ nào là đúng lễ hội to nhất ở đây là vào 22. Đứng ở đây đi ạ, đứng ở đây đi ạ. Anh chuông này ba tỉnh nghe thấy. Thế à? Vâng. Đây đứng ở ngay đấy đi, đứng ngay đấy đi. Em ơi, cứ thế chị. Đứng xích lại đằng này chúng nữa đấy ạ. Lấy cái cả tượng của Trang rồi chiến tiết ở khu nhà thờ đấy. Đấy. Vòng qua đây. Gậy. Cái thích vòng qua đây. Rồi ạ. Một nháy ăn luôn. Một nháy ăn luôn. Vào trong này đi mé bên này đi vào nhà đây giờ thờ đá trong này. Bị hack nick đi. Trước thì một cái nick của ông cô. Con mèo thật cứ tưởng tượng mấy chuyện thằng nó tiêu. Đời nó vậy. Đây á, cái này á, đúng. Đây nhà thờ đá phát hiện đây. Tiếp lấy trong này cũng đẹp. Đẹp không? Đẹp, nhà thờ đá phát hiện là nhà thờ này ạ. Đây là đúng. Nhà thờ đá phát hiện Kim Sơn Ninh Bình. Nay ít người qua đông lắm, qua tầm này đông. Em giữ cây đi để chị chụp ở đây kìa. Tiến lên đây mấy bước đi anh ạ. 1 nữa 2. Rồi, đấy, phải cười tươi như thế. Cái này hết rồi đấy nhỉ? Vâng. Đi ra núi này cô. Đi ra. À lại ra đây à? Vâng.
Ui. Rồi, ok. Hai người đi tiếp. Quanh sang đây đi cô ơi. Quanh sang đây ngắm chỗ này, quay vào đây à. Mỗi hang có một cái tên khác nhau. Vừa nãy là hang Đức Mẹ, nhưng vừa nãy đi tiếp là hang tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ra đời. Gần hang này hang Chúa Giêsu chịu chết. Cái hang này là tự có không ạ? À, mình tự tạo. À, tự tạo. Đây chụp một tấm ở chỗ này đẹp này cô ơi. Chú rể ở đâu? Chỗ này đẹp đấy. Ngả đâu vào ạ? Rồi, rồi đấy. Ui giời ơi đẹp. Như mơ như vậy. Chưa đi một vòng hết luôn. Nghiêng nhiều quá. Không, nếu mà đứng đứng thẳng lên thì lại trông nó. Trông thẳng nó cứng. Vâng, cũng không mềm mại. Thoải mái chưa? Thoải mái mà. Kết rồi. Đây. Chào mọi người.